Chú ơi chú, có phải phòng này không chú? Dạ, cảm ơn chú. Mình chào cô. Mình em nghe tin mình về, em mừng lắm. Chưa kịp giáp mặt với nhau, em có lỗi với mình nhiều lắm. Việc gặp tôi hay không gặp, cô có lỗi gì đâu. Nhưng hôm nay với địa vị của bà hỏi đồng, cô còn tới đây làm chi nữa? 19 năm qua, tuy bạc phước vô phần, nhưng đối với con em vẫn là mẹ. Dẫu hồ tán kêu rã, nhưng đối với mình em vẫn là vợ. Nhưng 19 năm qua tôi chưa thấy bà làm gì cho chồng, cho con. Chỉ căn ngày chia tay cô trao cho tôi còn dự kỳ. Thế mà 19 năm cả một khối tình mà cô đành tâm đánh mặt nó đi. Ôi lời nói đau như kim châm mũi sắc. Mình ơi, dẫu biết rằng lửa bây giờ không còn là lửa của ngày xưa nữa, nếu như cô lửa ngày xưa để cho mình thương yêu, mình quý trọng, thì lửa bây giờ chỉ đáng để cho mình trách mắng rẻ khinh. Đối với con, nó đã mặc tình theo bóng chim tâm ca. Đối với chồng, vì nó cãi giá cho nên nó mới nghẹn lời. Nhưng mình ơi, cứ luôn cãi giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim, rời bên cũ mặn nồng. Chồng không cản
chẳng suy kịp nghĩ, em đành cảm mang tiếng là kẻ phụ chồng. Mình bị an quan cửa nhà ly tan, muốn lo lắng cho mình nhưng biết cây nhờ ai. Thân đối nghèo quyến thuộc lánh xa, hàng xóm giàu thương sợ phải bay qua người. Chỉ có ông hội đồng đỡ nâng sớm tôi cành cuốn cùng, em đành gá nghĩa để đền ơn. Cảm ơn cô. Cô bảo rằng cô thân tiếc là muốn lo cho tôi thoát khỏi án quan à. Thôi, thôi cô ơi, sống ở hải đảo con lo, tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cả mò trai rừng sâu lấy mặt, bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi rồi. Khác hơn cô là từ ao tù trưởng giả cô mới nhìn lại cuộc đời. Tôi không còn tính cái bổn chủ điền vào lòng nhẫn đức, thương người ta điền nghèo khó nữa đâu. Không ngờ gặp lại cô đây, nghe cô nói đôi lời tâm sự, tôi nói rõ không phải là tai nạn của tôi hay là gì nhan sắc của cô, mà đó là trò hai chồng cúp vợ lăng chim đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình nói như vậy có phải tất cả những việc xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nới khác. Trời ơi, vậy mà. Thôi cô ơi, đắng đen là rõ như ban ngày, cô khỏi tốn công mà tìm kiếm cơ. Dẫu lỗi ai do cô gây ra, hay là tai họa của tôi, hoặc từ đâu đưa đến mà cô không chịu thấy, tôi cũng không phiền trách cô đâu. Thôi thôi, niềm ăn ai không mong gì tai ngầu, thì kể từ đây tôi với cô đành cam đứt đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh một người mẹ thành thơi trong chiếc áo hội đồng. Nếu không có anh em giúp đỡ tôi vượt ngục trở về đây, thì thằng Luân suốt đời chịu cảm cúng bơ vơ.